Mình chào tất cả các bạn đã đến kênh Miền Tây Đổi Mới nha. Hôm nay mình đang có mặt tại ngã ba Giàm Kỳ Hôn nha các bạn. Tại ở bên đây thì có chiếc xà lan chở container nha. Đây, chiếc này biển ở Long An nha các bạn. Chiếc này chở cũng ít nè. Phước Tạo số 25 nha. Hôm nay thì bầu trời cũng không được đẹp lắm nha các bạn, cho nên những hình ảnh được không có được rõ nét, mờ mờ đi nha. Hôm nay mùa sương rồi, mịt mù quá chừng nè. Tháng này vô mùa mưa bão tới rồi. Chiếc này chở ít. Ở phía trước mấy bên này thì có chiếc xà lan chở cát đang chuẩn bị quẹo vào Giàm nè các bạn. Các bạn thấy nhé, phía trước thì lục bình nước đang chảy cũng xiết ha, nó đánh như cái dòng vậy, chảy như cái dòng tròn ở trên đây thì lục bình nó đang trôi xuống cũng rất là mạnh ha. Nó chạy dòng tới đầu trên mấy đâm ngang đây ha, đâm đang đâm ngang sông á, bên đây cũng có một vài chiếc nè các bạn. Ở trong kinh chợ gạo lúc nãy mình thấy những chiếc tàu ghe đồ ở trong đó thì kẹt cứng ngắc hết trơn. Đây, ở bên này cũng có một chiếc xà lan chở hàng khô đang chuẩn bị quẹo vô nè các bạn, từ cái hướng bên đó ha. Đây, cái hướng bên đây thì tàu biển đồ ra vô cũng rất là nhiều nha các bạn. Đây là chiếc ghe nè, ghe biển. Bên đây nữa thì xà lan chở đá, xà lan hồng gì không thấy rõ. Vĩnh Long. Đây, trong Giàm đây cũng có một vài chiếc xà lan đang ra tới nữa nha các bạn. À, chiếc này chiếc gì bộ dữ vậy vậy? Ôi, tàu kéo. Ồ, cái ghe này ghe chở cát nha các bạn. Wow, phải lái này. Ôi chà, đâm ngang sông ta, nguy hiểm vậy. Đã vô rồi. Wow, ra tới giữa sông luôn. Ôi, tàu kéo. À, bên này vẫn có chiếc xà lan chở cát nha các bạn. Rồi chiếc tàu kéo bên kia biển số Sài Gòn, tàu kéo bằng sắt thấy rất là mạnh quá ta. Cái này không biết xà lan này có tự hút cát hay không nữa ha. Đây có cái này nè, cái này giống tự hút cát quá ta. Mình cũng không gành nữa nha các bạn. Quá chừng này. Wow, cái này chiếc vỏ đã ra. Đó là ghe cào á. Đây, đầu kéo bên đây của Sài Gòn đang kéo cái bong cát này các bạn. Ôi, xà lan này đang quẹo vô rồi. Rất là thẳm nha, tới mấy con mắt luôn này. Ở phía trong này có gà chiếc gì nữa mà chạy nghe tiếng hầm hầm quá chừng nè. Phía là xa phía trước thì có một chiếc cũng đang chuẩn bị vô quẹo vô nữa nha các bạn, đang chạy xích lên nè. Ý, nước đạp trôi cũng tới dưới đây luôn, hơn nữa xong đổ về mép bên kia nha các bạn. Ở đây có những chiếc xà lan đồ làm ở An Giang là làm những cái kiểu mình nhìn rất là đẹp nha các bạn, rất là ấn tượng ha. Trời, cẩm quá chừng cẩm. Chiếc này ở Tiền Giang nha. Ồ, biển số đẹp nè, 24555.
rồi xà lan bên đây chở tới miếng mắt như bên kia luôn mày. Chuyến này chở đá ở Bến Tre quẹo về hướng này ha các bạn. Xà lan này cũng lớn à. Biển số cũng đẹp quá chừng ha. Rồi lại đi qua. Qua những chiếc bên đây chạy tấp nập luôn các bạn ơi. Rồi bên đây xà lan chở hàng khô với những chiếc bên kia đang nối đuôi nhau chuẩn bị quẹo vô đây nè các bạn. Đây bên đây cũng có một chiếc nữa nè nha. Cái này chở cát ha, cái này chở đá nha các bạn. Đây chiếc này chở hàng khô, xem chiếc này đẹp hơn nè. Chiếc nào ở Đồng Tháp à. Rồi bên chiếc xà lan này nước đạp mà đang bê xuống nè. Rồi hai ba chiếc luôn các bạn ơi. Chiếc đó rồi chiếc này đang xuống mép dưới đây. Ở trong đây ra thì hai chiếc xà lan đang nối đuôi nhau nè. Xà lan chở đá luôn. Hai chiếc xà lan chở đá. À, chiếc này sẽ chạy ra hết ga nè. Xà lan kiểu này nhỏ gọn thấy đẹp quá. Này phía sau vẫn là chiếc xà lan nối đuôi với nhau nè. Và chiếc này biển số đã rất là đẹp luôn nha các bạn. 23345 nha. Cái chiếc này xà lan chở đá. Bình Khánh 07 biển số ở Sài Gòn nha. Ý, hai chiếc này đâm loạn xả hết vậy. Ồ, chiếc bên này chạy cũng lên khối luôn nè. Chạy dữ rồi. Chạy đang chạy về nước ngược nha các bạn. Hai chiếc bên này. Ở bên đó là xà lan chưa có chở gì hết, quẹo vô tới giam rồi. Đây bên đây có cái anh này đang cào ngay chân cái ngã ba luôn nè các bạn. Nó mất tiêu rồi. Đây cái ghe cào này đang cào ngay chân ngã ba luôn ha. Xà lan ngay khúc này ra vào rất là đông nha các bạn, rất là tấp nập ngay chân khúc này nha. Đây chiếc này chở hàng khô nữa nha. Thức ăn hay là cám bắp gì nè.
ví dụ như vậy á. Trong dàm ga thì có chiếc xà lan chở đá. Hôm nay xà lan chở đá trong video này mình quay xà lan chở đá cũng nhiều quá ta. Đây, trong dàm ga thì xà lan chở đá nữa nha các bạn. Đây, bên phía sau nữa thì những chị mua bán trên sông nha. Ngay khúc ngã ba này có rất là nhiều chiếc thuyền như thế này mua bán trên sông nè. Rồi, chiếc nở Tiền Giang luôn ha các bạn. Chiếc này đâm về hướng Bến Tre rồi ha. Về hướng Bến Tre rồi. Phía trước đây thì có một chiếc xà lan nổi cũng khá là bự đang chuẩn bị quẹo vô dàm nữa nè các bạn. Tiếp theo nữa là chiếc xà lan chở dầu ha. Phía xa xa ở phía trước thì hôm nay trời không đẹp cho nên rất là mờ, rất là khó thấy nha các bạn. Đây, hai chiếc này đang chuẩn bị tiến vào dàm nữa nè. Cũng rất là bự nha.